hay tắt khoe ảnh chụp cùng Văn Toàn, hùng dũng tại Hàn Quốc. Tiền đạo Văn Toàn đã có cuộc hội ngộ xúc động với đàn anh Đỗ Hùng Dũng cũng như cựu huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hàn Quốc. Hùng Dũng đang có chuyến thăm xứ Kim Chi. Trước chuyến đi, anh đã lên kế hoạch sẽ gặp gỡ đàn em Văn Toàn với thầy cũ Park Hang-seo. Đúng như kế hoạch, thủ quân tuyển Việt Nam và thầy Park đã gặp gỡ Văn Toàn. Cả ba đã có mặt trên khán đài sân Mô Công để dự khán trận đấu của Seoul Elen Fan Club tại K-League 2. Hình ảnh về buổi hội ngộ của ba thầy trò được chính cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích: Văn Toàn đã có mặt và gặp chúng tôi. Hai chàng trai đã làm cho ngày hôm nay trở nên vui hơn nhiều. Hùng Dũng và Văn Toàn trước nay đều giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Tiền vệ của Hà Nội Fan Club bắt đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2018. Kể từ đó, anh và lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai mới bắt đầu gần gũi hơn với nhau. Do thân thiết, nên trên trang cá nhân, tiền vệ sinh năm 1993 thường xuyên hóa cò mồi kêu gọi tiền đạo quê Hải Dương về thi đấu cho đội bóng thủ đô. Văn Toàn đang phải tạm rời xa sân cỏ để điều trị chấn thương cổ chân gặp phải trong buổi tập cùng Seoul Elen Fan Club hôm 30 tháng 3. Cựu chân sút quê Hoàng Anh Gia Lai được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần, bỏ lỡ khoảng 10 trận. Trong thời gian cầu thủ sinh năm 1996 dính chấn thương và phải ngồi ngoài, Seoul Elen đã bất ngờ thăng hoa khi 4 trận gần nhất, họ thắng tới 3 trận. Tin vui cũng đến với Văn Toàn khi anh đang phục hồi tốt chấn thương. Theo chia sẻ của tiền đạo tuyển Việt Nam, anh sẽ sớm trở lại trong thời gian tới.